liên quan đến vụ án khóa trái cửa phòng trọ thiêu sống 3 người ở tại Bình Dương xảy ra vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ án và đang tiến hành truy bắt kẻ thủ ác. Theo đó, nghi can được xác định là người yêu sắp cưới của nạn nhân Lan Anh, tên là Trần Văn Thánh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định giữa chị Lan Anh và Trần Văn Thánh có mâu thuẫn trong tình cảm, nên vào tháng 6 năm 2016, chị Lan Anh đã chia tay với Thánh. Qua Facebook và điện thoại, Thánh đã nhiều lần xin lỗi và muốn quay trở lại, nhưng chị Lan Anh không đồng ý, nên Thánh có lời lẽ đe dọa sẽ trả thù tình yêu. Cơ quan điều tra đang truy tìm nghi can Trần Văn Thánh, 27 tuổi, quê ở Quảng Bình, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Hiện tại đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó vào khoảng 1 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 4 tháng 9, nhiều người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh và khói lửa bốc ra nghi ngút từ phòng trọ của 3 nạn nhân, liền đến phá cửa, dập lửa và cứu được cả 3 người ra ngoài. Tuy nhiên, chị Lan Anh, bạn gái nghi can Trần Văn Thánh đã bị bỏng nặng vùng mặt, tay chân, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.